Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án nhận token cần có ký hiệu là CVN. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mọi tâm start chatbot nha bạn. Rồi các bạn lưu cấp xa đi tiếp nha bạn. AF R Q Rồi mình sẽ get được tổng của airdrop này thì nó tới 2.000 đô, tốt cần CVNT đâu. Mình nhận 5S, gần đâm cho 300 winner và top 10 winner list sàn Hubi. Rồi, các bạn bấm vào continue luôn đi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join in group nè. Rồi limit nè. Để mình... Rồi, con này các bạn join vào airdrop nè các bạn. Thì dự án này các bạn cần phải có một cái tài khoản trên sàn Hubi của bank các bạn. Sau đó bạn like và tweet nè. Đặng lấy địa chỉ dưới trên sàn Hubi của bank các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Mạng yếu quá. Rồi các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tweet nè. Các bạn tan về người bạn của mình vào các bạn. Rồi tweet lên nè. Ôi. Các bạn thứ hai chứ. Nếu không có bài viết được game thì bạn là. Rồi là hai bài luôn đi. Các bạn like bài dự án đó các bạn. Rồi cho anh tiếp kênh seller nè. Quả tợ mai new. Rồi trên đây thì bạn xôn xao các bạn, sau đó bắt up lên nè, tiếp tục follow và retweet bot nè. Rồi xuống đây các bạn tìm cái bài của nó các bạn. Nè bạn, các bạn like nè, các bạn tweet lên nghe các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè, các bạn bấm vào submit tên, bạn bấm done. Rồi bạn gửi đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Trên Twitter nhấp ảnh avatar, nhấp ra gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Sau đó các bạn sao chép liên kết nè, gọi là chatbot nè. Con xào agapo của nó nè, rồi cho xong thì bấm don. Sau đó nó có tweet không bấm z. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với bạn nào chưa có tài khoản thì bấm vào register nè các bạn, đăng ký một cái tài khoản trên sàn Hubi Gobank. Ê Hubi Exchange các bạn, rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ với CVNT. CVNT thì bạn mở địa chỉ với Hubi của bank mình ra nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một tài sản nè các bạn. Các bạn bấm vào một nạp tiền nè các bạn. Sau đó các bạn tìm ký hiệu là CVNT nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào địa chỉ nạp tiền nè các bạn. Tại mất mạng rồi tại. Sao chép một địa chỉ giấy nè bạn, nó một. Rồi, các bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn bấm vào status cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Support nè. Kênh group support nè, mình join luôn đi các bạn. Sao mà nó bị liquid. Quyết bỏ con nào đó ta. Các bạn xôn xào kênh này góp support luôn các bạn. Rồi bấm máy đắp lên nè. Rồi bấm bấm vào status cập nhật tài khoản mình. Các bạn ghi lên ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.